Nguyễn Thị Thu Nhi và Kanyarat Johango trên võ đài Dalibel Trà, Thái Bình Dương. Đây là trận đấu độc đáo nhất của thế giới boxing. Độc đáo vì hình ảnh này. Một nụ hôn. Và đây nữa, kệ trọng tài đi, hôn tiếp rồi đấm sau. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ không nói về những cú giáp, cross hay hook nữa. Hãy nói về những nụ hôn, về nét đẹp của nữ nhi sàn đài và cả tính dễ thương của tay đấm nữ không dễ bị khuất phục. Ngày 29 tháng 2 năm 2020 tại Campuchia, như quý vị và các bạn đã biết, Nguyễn Thị Thu Nhi đánh bại võ sĩ Thái Lan Kanyarat Johango để giành đai chuyên nghiệp WBO châu Á Thái Bình Dương. Những cú đấm của Kanyarat không làm khó được Thu Nhi, nhưng một hành động chưa từng có trên võ đài thế giới làm nữ võ sĩ Việt Nam bất ngờ. Đây là những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Tiếng kèn kết thúc trận đấu, nhưng chưa về vội, Kanyarat bất ngờ ôm ghì lấy Thu Nhi và hôn. Thu Nhi có vẻ như hơi bối rối khi trở lại góc đài đỏ. Ở một góc quay khác, quý vị và các bạn xem lại. Nếu mở volume to, các bạn có thể nghe thấy âm thanh chút sau cái đặt môi của Kanyarat lên trán Thu Nhi. Khuôn mặt của nữ võ sĩ Thái Lan cũng rất tự tin. Một trận đấu đặc biệt, với bên cạnh việc lo phòng thủ, những cú đấm rất nặng của Kanyarat, thì đôi khi Nguyễn Thị Thu Nhi còn phải phòng thủ để tránh những nụ hôn tình cảm như tình huống này. Đây là hiệp thi đấu thứ 10, hiệp cuối cùng của trận quyết đấu tranh đài. Tiếng kèn nhập vang lên, trọng tài ra hiệu trận đấu. Thu Nhi sẵn sàng, nhưng Kanyarat thì chưa. Nữ võ sĩ Thái Lan lại hồn, người mới chịu đánh. Vậy cảm giác của Thu Nhi lúc đó ra sao? Dạ lúc đó em bất ngờ lắm, tại vì hồi đó giờ đó là tất cả những trận đấu nghiệp dư và cả chuyên nghiệp của em luôn, mà chưa bao giờ em có bị người khác hôn như vậy, nên em cũng rất là bất ngờ lắm luôn, bất ngờ 2-3 lần luôn á anh. Em tưởng đâu là chỉ có là bà ấy chứ hôn em một lần thôi, ai ngờ đâu là một lần ở hiệp đầu và một lần hiệp cuối. Nhưng tại sao Kanyarat Johango liên tục hôn Nguyễn Thị Thu Nhi trên võ đài rất căng của trận tranh đài WBO Asia Pacific? Sau trận đấu, võ sĩ Việt Nam chia sẻ rằng Kanyarat sử dụng nhiều tiểu xảo trong trận đấu. Vậy phải chăng những nụ hôn ấy cũng là tiểu xảo? Em nghĩ là có vẻ bạn đó là bị khích quá, là tự tin quá, cái bị khích quá, cái có thể là bạn ấy nghĩ là em dễ thương bé con, nhỏ con á, em bà ấy dạng hôn giống như là một người em vậy á, coi em như một người em để dạng như là gửi nụ hôn yêu thương vậy thôi chứ không có gì hết. Thu Nhi không cho rằng nụ hôn Kanyarat là tiểu xào. Trước trận đấu này, Kanyarat đã trải qua 11 trận với 7 trận thắng và từng giành đai OPBF của Hiệp hội Boxing Châu Á Thái Bình Dương sau khi đánh bại võ sĩ Nhật Bản Umi Ishikawa vào tháng 2 năm 2019. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Nhi mới chỉ có 3 trận đánh chuyên nghiệp. Kanyarat lại cao hơn nên mới xem mình như đàn chị và dành cho nữ võ sĩ nhỏ con người Việt Nam những nụ hôn. Và đáp lại sự tự tin thái quá khiến đàn chị của Kanyarat là một Thu Nhi quyết tâm, tập trung và Nhi đã thành công. Đây là hình ảnh của Kanyarat sau trận đấu. Kanyarat Johango còn rất trẻ. Cô sinh năm 1998 và được nhiều khán giả nhận xét là đáng yêu, nữ tính và dễ thương. Trong tương quan so sánh với cô gái Thái Lan về mặt ngoại hình, Nguyễn Thị Thu Nhi mạnh mẽ hơn, đúng chất một tay đấm boxing. Nhìn phong cách thi đấu, đặc biệt là mái tóc ngắn, nhiều người cho rằng nữ võ sĩ Việt Nam hơi nam tính, không giống con gái. Về phần mình, Thu Nhi thừa nhận mình không có nét đẹp mềm mại, kiêu sa đặc trưng của người phụ nữ và đôi khi cũng chạnh lòng khi phải nhận những lời chê bai về nhan sắc, bởi phụ nữ có ai không muốn mình đẹp. Nhưng có câu, không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp. Với Nguyễn Thị Thu Nhi, cô hướng tới một vẻ đẹp khác,
vẻ đẹp đặc trưng của một nữ nhi sàn đài. Em không có quan trọng cái vẻ đẹp của người phụ nữ ở về ngoài, em chỉ thấy là vẻ đẹp của người phụ nữ ở bên trong và những cái lúc mà mình chiến thắng, lúc đó là lúc đẹp nhất. Đó là quan điểm của Thu Nhi. Người phụ nữ cần vẻ đẹp bên trong tâm hồn và đẹp nhất ở những hình ảnh như thế này. Vẻ đẹp của chiến thắng, vẻ đẹp được khoác lên mình lá quốc kỳ trên đấu trường quốc tế, cùng niềm tự hào mình là người Việt Nam nhỏ bé nhưng không thua kém bất kỳ ai trên thế giới. Những người quen tiếp xúc với Nguyễn Thị Thu Nhi sẽ thấy cô gái này cũng rất dễ thương và nữ tính, từ cách ăn nói nhỏ nhẹ cho đến nụ cười rất hiền. Tính cách dễ thương ấy chỉ tạm thời biến mất khi nhà vô địch châu Á Thái Bình Dương lên võ đài. Lúc đó là một Thu Nhi rất đáng sợ. Lý do thì đương nhiên không quá khó hiểu. Dạ không, thì tại vì cái giọng này nó dễ thương vậy thôi, thì cái tính của em cũng dễ thương vậy. Nhưng mà khi mà lên đài á, thì nó khác. Lên đài là mình dạng chỉ có đối thủ của mình thôi. Nó dạng giống như là kẻ địch của mình rồi. Mình chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà. Nên mình phải hùng hổ lên, dữ dàng lên. Boxing có thể nói là một bước ngoặt kỳ diệu đã thay đổi cuộc đời của Nguyễn Thị Thu Nhi. Do biến cố gia đình nên từ thời thơ ấu, cô gái sinh năm 1996 này đã phải rời xa cha mẹ ở miền Tây lên sống cùng bà ngoại ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để phụ giúp bà tiền ăn học, Nhi đã phải bắt đầu cuộc sống tự lập từ khá sớm. Và lúc đó là học lớp 6, là không có tiền thì mình phải buổi chiều mình đi học. Thì buổi sáng mình đi dậy sớm để đi bán, đi phụ người ta gửi chén, bưng bê đồ á. Thì tới chiều thì mình đi học. Rồi có nhiều, hồi đó còn nhỏ hơn một xíu nữa, thì anh nó dẫn đi bán vé số cho người ta, cũng đâu biết đâu, thì chỉ biết đi bán thôi. Một cô nhóc nhà nghèo không thường xuyên được gần cha mẹ, phải tự lập từ nhỏ và phải làm đủ thứ nghề. Trong đó có việc đi bán vé số trên đường phố. Phải chăng vì thế mà cô bé Thu Nhi trở nên ngổ ngáo, ương bướng khác thường và sẵn sàng hành xử kiểu những đứa trẻ đường phố? Rất là nhiều khi hổn, với lại vậy giống như là ngộ, thích kiếm chuyện với lộn rồi này nọ. Thì em cũng không biết là lúc đó cuộc đời em sẽ ra sao nữa. Tại vì nhờ boxing á, em cuộc đời em nó thay đổi khác hẳn đi rất là nhiều. Từ một cô bé nghèo ngổ ngáo, sẵn sàng kiếm chuyện và đánh nhau, Thu Nhi cũng không thể hình dung cuộc đời mình ra sao nếu không đến với boxing. Nhưng rõ ràng, mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tích cực từ cuộc sống cho đến tính cách. Thì so sánh là hồi đó là đơn giản là em tự sống một mình từ nhỏ mà. Là hồi đó là mình không có công việc, mình không có tiền, mình không có bất cứ gì cả. Rồi tính tình của mình cũng không có ai, vậy chung là không có ai để dạy dỗ. Nó cũng ngổ ngáo, suốt ngày kiếm chuyện với người khác. Khi mà em đi tập boxing rồi, được mấy thầy dạy cả về võ và cả đạo đức nữa, nên nó hoàn toàn thay đổi hết cả một cuộc sống luôn. Có thêm thu nhập và cái đức tính nó cũng ngoan hiền hơn rất là nhiều. Tự cổ trị kim, võ thuật, trong đó có boxing, không tạo ra bạo lực mà mang sứ mệnh rèn luyện cơ thể và cảm hóa nhân cách. Đó có lẽ là giá trị nhân văn cao nhất của võ thuật chân chính. Trường hợp của Nguyễn Thị Thu Nhi là một ví dụ điển hình. Và sau chiếc đài châu Á Thái Bình Dương, Thu Nhi vẫn đang trên hành trình đi tìm vẻ đẹp của một nữ nhi võ đài. Đó là vẻ đẹp của chiến thắng dưới lá cờ Việt Nam trong đêm tranh đài thế giới. Ngày đó đang đến gần. Ngày 25 tháng 4 năm 2020.
cả có trên thể thao tước.